sẽ là món xíu mại hấp của người Hoa. Nguyên liệu rất là đơn giản, nhanh gọn. Nào, mình sẽ cần thịt bằm nè, cà chua nè, hành tây nè, hành tím nè, mộc nhĩ nè. Và đây là củ sắn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thôi. Trước tiên thì mình sẽ cắt củ sắn ra nè. Mình chỉ cắt mỏng thôi, tại vì sau đó mình sẽ để vào máy xay rồi. Đang nắm mộc nhĩ nè, mình đã ngâm rồi đó. Bây giờ mình sẽ bóc cắt cái cuốn. Bây giờ tới hành tây. Bây giờ nguyên liệu của mình đã xong. Mình có thịt băm nè, và mọi thứ rau củ mình đã sắc ra nè. Mình sẽ bỏ mọi thứ vào cái máy xay này. Trước tiên thì mình sẽ bỏ thịt băm vào nè. Củ sắn vào nè, nhĩ nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành xay thôi. Mình sẽ đẩy lại. Bỏ ra nè. Đó, mình sẽ cho gia vị vào luôn. Mình sẽ cho muối nè, đường nè, tiêu nè, sẽ cho một muỗng nước tương nè, một muỗng mắm, và một muỗng mắm. Giờ mình sẽ đậy lại. Giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng bột bắp, tiến hành trộn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vo viên. Mà trước tiên á, thì các bạn phải vé dầu vô trong cái chén, trong cái dĩa này. Và mình thoa dầu vô cái ba tay của mình, để mà mình dầu viên nó không bị dính á. Không được khéo lắm. Giờ mình sẽ đặt cái này vào dĩa, và mình sẽ đậy nắp lại, sẽ hấp trong vòng 20 phút. Bây giờ xíu mại mình sau 20 phút đã chín rồi, mình sẽ mở ra đây. Cái mùi bốc lên rất là thơm luôn. Thay thế cái phần sốt cà, mình có cà nhỏ nè, tương cà nè, miếng dầu, mình sẽ cho một tí nước vào. Bây giờ mình để cho nó sôi, tí muối nè, tí đường nè. Bây giờ mình sẽ cho xíu mại vào đây. Đó, nhìn rất là hấp dẫn nha. Mình sẽ dưới đều cái nước sốt lên. Bạn nào ăn trứng thì cho một cái trứng vào nhé. Đó, trông rất là hấp dẫn không? Rất là ngon và đơn giản dễ làm luôn. Mình sẽ gắt tiêu vào, để cho tương ớt vào nhé. Thì này tôi trang trí không được đẹp vậy. Mình sẽ ăn thử nha. Lấy một miếng bánh mì chấm với cái sốt này. Wow, ngon nha.